thì nên cảm tạ, xin trân trọng được kính mời. Lời cảm tạ kính thưa các vị đại diện các cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thị Bình, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính quyền và xã hội ở địa phương. Kính thưa toàn thể nhân dân cùng các ông bà, ông gia, liên gia và bạn hữu xa gần của gia đình chúng tôi, chị yêu tôi, bà, mẹ của các cháu không may đột ngột qua đời, nỗi đau đớn bất ngờ với gia đình chúng tôi. Song gia đình chúng tôi đã nhận được sự cảm thông sâu sắc, những lời chia buồn động viên an ủi, thăm hỏi ân cần của các vị và toàn thể nhân dân. Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các vị đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thị Bình, mọi người cao tuổi ở xã đến thôn, tổ công tác mặt trận đội 1, ban tang lễ, nhà sư trụ trì, chùa Châu Long Trà Hồi, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc huyện Thái Thụy, các thầy giáo, cô giáo, ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh cùng các cháu học sinh trường trung học phổ thông Tây Thụy Anh, đảng ủy, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, các xã, cùng các ông bà, ông gia, liên gia, bạn bè, thân bằng cố hữu cùng toàn thể nhân dân với tình cảm sâu sắc đã dành cho gia đình chúng tôi khoảng thời gian quý báu để thăm hỏi, an ủi, động viên và chia buồn cùng gia đình trong lúc tham gia bối rối. Không khỏi có những sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. Sau khi đưa chị và mẹ của gia đình chúng tôi được mổ yên mà đẹp, kính mời quý vị cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay sẽ về gia đình uống nước ăn trầu, nhận được sự đón tiếp của gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn.